Men của chúng ta là Genzo, anh là một đô vật mạnh mẽ và nổi tiếng. Ngay lúc này anh đang chuẩn bị cho một trận đấu cuối của sự nghiệp trước khi lui về và mở một tiệm thú cương. Vì đơn giản là anh rất thích động vật, ngay lúc đang chiến đấu trận cuối với một đối thủ không hề dễ dàng thì Genzo và chú cuốn của anh đã bị dịch chuyển sang một thế giới khác. Anh đã gặp được một cô công chúa và nhiều binh sĩ cũng như quan thần khác. Công chúa muốn anh giúp đỡ cô đánh đuổi ma thú và ma vương. Nhưng ngay khi nghe việc công chúa yêu cầu mình là giết hại động vật thì Genzo đã tức giận và tung một cú dơ man sắp lên công chúa, bị lật cho chỏng vó khiến công chúa nằm bất tỉnh. Quan thần và binh lính cho rằng Genzo đang tức giận khi bị triệu hồi đến đây nên xin anh cứ bình tĩnh. Đúng lúc thì Genzo thấy bản thân hơi quá tay nên lấy áo choàng che lại cho công chúa. Quân lính thấy anh đang xúc phạm công chúa thì đã vây bắt Genzo khiến anh phải nhảy khỏi cửa kính và trốn đi. Anh ra đường thì bị người ta nghĩ là biến thái nên muốn tránh xa. Điều đó khiến Genzo dù muốn hỏi đường người khác cũng khó vì ai cũng né. Anh đã nghĩ là do bản thân đeo mặt nạ, nhưng khi vừa đi vứt cái mặt nạ thì đội cảnh vệ chạy đến khiến Genzo phải nấp vào hẻm. Đang ngồi tâm sự với chú cún vì anh chỉ cần có nó bên cạnh thì sẽ không còn cô đơn nữa. Đúng lúc thì anh gặp hai thú nhân. Cô gái này là Misa và thanh niên soi bên cạnh là đại ca của cô ta. Cả hai tính lừa Genzo rồi đem bán nhưng nhìn thấy động vật hay kể cả là thú nhân thì Genzo đều giống như lên cơn và lao đến. Anh nhắm đến tiền đại ca trước. Genzo ôm chặt tên này và gãi gãi một lúc thì thanh niên này ngoan như cú luôn. Họ cố xin lỗi nhưng đều vô dụng và giờ đây anh tiếp tục đứng lên để bắt lấy con một thứ hai. Nhưng gần đó lại có một ông chủ nào đó đang muốn bán cô hầu là thú nhân đi vì cái tội ăn quá nhiều. Cô ta chỉ cần được ai bao ăn ngày ba bữa là chấp nhận bị bán cho cũng được. Misa đang được lợi thế để chuồn đi do Genzo đang tập trung vào cô gái sói trước mặt. Anh thấy một cô gái thú nhân đang bị ức hiếp thì liền ra tay. Lão này là Ega và là người quen với hai anh em kia. Ega nhìn Genzo thì nghĩ anh là biến thái vì thanh niên sói vừa bị cho nằm gục đằng kia với vẻ mặt có vẻ khá sướng. Genzo nhận định Ega là người xấu nên đi đến và cho ông ta một cú y như anh đã làm với công chúa. Hai anh em kia buộc phải đưa Ega đi. Misa thề sẽ trả thù nhưng Genzo nhớ ra là chưa nựng đôi tai mèo kia nên đuổi theo. Cô gái sói ban nãy đã gọi anh dừng lại. Cô muốn cảm ơn vì được cứu. Cô là Ziger cô bị bán là do mượn tiền của ega để làm ăn nhưng lại thua lỗ và bị con người ăn cắp và đạo nhà ý tưởng vì không có tiền trả nên cô đã trao thân cho ega bán cô muốn cảm ơn genzo vì đã được cứu nhưng cô hiện tại không có gì để trả thế là genzo muốn cô lấy thân mình để trả vì sau cùng thì anh vẫn xem cô là một con sói hơn là một cô gái thanh niên sói và ega khi đã về được nơi trú ẩn thì vô cùng gây cú genzo hai người này dự tính sẽ trộm đi con cún của genzo Genzo và Seager đã đến hội mạo hiểm giả để đăng ký làm việc kiếm tiền. Nhưng chủ hội nhìn Genzo có vẻ hơi lo ngại và cũng chẳng hiểu anh đang nói gì vì quá khó hiểu. Nhưng khi nghe có quái thú tấn công thì Genzo đã ngay lập tức chạy đi nên chủ hội thấy anh cũng có vẻ dũng cảm. Genzo sau đó đã được dẫn đến khu rừng. Người đi cùng muốn anh cầm lấy vũ khí phòng thân, nhưng cầm vũ khí là một nỗi xấu hổ với một võ sĩ đấu vật như anh. Khi đến nơi, Genzo phấn khích vì trước mắt anh là năm con chó ba đầu. Có nghĩa là niềm vui nhân ba. Genzo đã xác định ra con đầu đàn và rồi lao lên. Genzo cấm không cho ai lên theo. Mấy người ở sau nghĩ là anh không muốn kéo họ vào nguy hiểm nên cảm động rớt nước mắt. Genzo đã vật mấy con khác ra nhưng tránh làm chúng bị thương và rồi tóm lấy con đầu đàn. Anh đã dùng một vài biện pháp thuần phục và thành công chế ngự con chó ba đầu. Cứ thế cả đàn chó cũng đều nghe theo anh. Cuối ngày, Genzo đã lấy tiền thưởng để mua một bộ đồ và cùng Siro ăn một bữa thật ngon lành. Tiền cũng đủ cho ít lâu. Genzo quyết định anh sẽ mang đến một thế giới nơi con người động và và thú nhân có thể chung sống với nhau. Anh sẽ cho mọi người thấy thú nhân tuyệt vời đến mức nào. Trong lúc anh đang tán nhảm về sự tuyệt vời của động vật thì những người trong hội liên tục nhắc đến việc đã bị ma thú tấn công cho bị thương ra sao. Họ chắc chắn sẽ ra tay giết ma thú nếu bị đe dọa. Nhưng Genzo vẫn ngồi đó và chẳng mảy may quan tâm đến điều họ nói. Đúng là tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Genzo kể cho Jigger về dự định mở tiệm thú cương của mình nhưng cô chẳng biết nó là gì. Gờ nghe qua thì biết Genzo định sẽ bắt ma thú về. Nhận tiền từ hội và sau đó nuôi ma thú và bán lại cho những ai cần đến. Vì tiền kiếm được có vẻ sẽ rất nhiều nên cô tham gia. Có điều để thực hiện thì giờ họ cần khá nhiều tiền. Seager đã xin vào nhóm chung với Genzo và anh đồng ý ngay. Cả hai đã đến bảng thông tin để tìm nhiệm vụ. Genzo thấy có một cuốn sách và người gần đó đã cho anh biết sách này có chứa toàn bộ thông tin về ma thú. Vừa hay thì Genzo lại đang cần. Có điều thanh niên kia lại gọi anh là kẻ sát ma thú khi một mình cân cả năm con chó ba đầu. Anh đã tức giận đấm tên kia dính đầu vào tường vì ai lại đặt cái tên ấy cho một người yêu động vật chứ. Giờ thì vấn đề tiếp theo mới khó vì Genzo vẫn chưa biết đọc chữ của thế giới này. Anh đã nhờ Ziger nhận nhiệm vụ nhiều tiền nhất và cái được chọn là giết thần lằn phun lửa. Genzo nhìn qua hình nó trong sách thì thèm nhỏ rãi. Đúng lúc thì tổ đội mạnh nhất hội của Ha đến và muốn hợp tác với Genzo để có thể chia tiền. Anh cũng định đồng ý cho đến khi nghe Hazen nói anh ta định giết con thần lằn thì Genzo đã túm anh ta quay một vòng rồi ném đi. Anh sau đó đã cùng Seager đi làm nhiệm vụ. Còn cô nhìn cây kiếm báu của Hazit thì nổi lòng tham rồi chôm luôn. Anh đã đến khu vực gần núi lửa và thành công thuần phục con thần lằn sau khi bị nó phun cho cả tấn lửa vào mặt. Genzo vác con thần lằn về để trả nhiệm vụ và lấy tiền. Thanh niên tiếp tân thấy anh quá ghê và vô tình nói ra cái tên kẻ diệt ma thú khiến Genzo nổi giận và tần anh ta một trận. Cả hai đã ra về hai anh em nhà misa và nhất là tên đại ca đến giờ vẫn bị ám ảnh bởi genzo đột nhiên genzo và Seager xông vào khiến cả hai rén một cục nhưng Seager chỉ là đến để trả tiền nợ cho ông ega sáng hôm sau cả hai lại vào rừng để bắt một đội quân khỉ đang làm loạn gần đây vừa chạm mặt Seager đã hốt hoảng vì chúng có vẻ giận dữ nhưng genzo cứ để chúng lao vào ngay khi chúng sắp đến nơi thì anh đã đưa táo ra cho chúng cảm nhận được thiện ý nên lũ khỉ đã nghe theo genzo và làm bạn với anh sau một ngày thì cả hai đã có được kha khá sinh vật nhốt trong chuồng seeger cho rằng họ nên kiếm một căn nhà sớm nhất có thể nhưng giờ mua nhà cần rất nhiều tiền thế là cả hai đã về hội và nhận nhiệm vụ đắt nhất đó là đánh bại tràn tinh genzo xem qua trong sách thì chẳng có hứng thú vì lỗ này không phải động vật mà là yêu quái thuần nhưng vì tương lai của thú nuôi nên anh đã nhận seeger thì vốn đã hứng thú vì lỗ này được nhiều tiền nên cả hai chẳng ngần ngại gì tối đến cả hai vẫn chưa đến được chỗ của đám trần tinh nên đã nghỉ chân lại một lúc. Seager đang tắm thì đột nhiên Genzo xông vào, nhưng lý do thật sự là do anh phát hiện một con kỳ lân nên quá thích thú và chẳng thèm để ý đến Seager. Cả hai sau đó đã đến được doanh trại của đám trần tinh. Genzo đã bảo Seager ở ngoài để anh vào xử lý, vừa vào trong anh đã mạnh miệng thách đấu tên mạnh nhất trại này. Anh muốn chúng trả lại số nông sản đã lấy từ người dân nhưng chúng chẳng hề xem anh ra gì anh đã định giải quyết trong yên bình nhưng rồi lại phải dùng đến nắm đấm hai bên đã lao vào đánh nhau genzo hoàn toàn trên cơ và sau khi đánh một trận tử tế thì anh đã kết thúc bằng một đòn lật như mọi lần vì thủ lĩnh bị hạ nên chẳng tinh tôn genzo lên làm thủ lĩnh mới nhưng sáng hôm sau anh đã cùng Seager trở về anh cảm kích vì trận đấu tối qua rất hay và vẫn sẽ để thủ lĩnh đương thời dẫn dắt đoàn này anh sau đó đã hớn hở chạy về để tìm lại con kỳ lân khi về hội anh đã được chủ hội khen thưởng và trả công đầy đủ nhưng ông lại lỡ nói ra cái tên cấm kỵ ấy và bị Genzo giật dâu một cách tức giận. Cả hai sau đó đã mua được một trang trại để nuôi và ở. Cả hai sau đó đã đi đến ngân hàng để vay tiền bắt đầu kinh doanh. Nhưng họ cần phải trả 20% tiền để vay và được phép kinh doanh. Số tiền quá lớn nên tạm thời cả hai vẫn chưa thể kinh doanh được. Cả hai đã bắt đầu dọn thú nuôi và đổ đạc đến nhà mới. Seager muốn trốn tránh việc dọn dẹp nên đã kiếm cơ là đến hội tìm nhiệm vụ và để nhà cho Genzo và một con kiến khổng lồ mà tôi chẳng biết từ đâu ra này dọn dẹp. Đang sửa lại nhà kho thì Genzo được một hàng xóm đến chào hỏi. Cô hàng xóm là một thú nhân và đã khiến Genzo thích thú. Vừa tạm biệt cô hàng xóm thì anh nghe con cún sủa gì đó nên đến xem và phát hiện một cô gái long nhân đang nằm gần nhà mình. Anh đã đưa cô vào nghỉ. Lúc tỉnh dậy cô đã biết ơn vì được cứu. Cô cũng giới thiệu bản thân là Linda và là một long nhân bình thường. Genzo cũng chẳng nghi ngờ gì nhiều mà đưa đĩa cá cho cô ăn. Cô nghĩ là Genzo mời cô ăn thịt con cún nên tính bỏ mòm nếu Genzo không kịp ngăn lại. Genzo vừa nói được một câu thì Linda đã chén sạch đĩa cá. Linda thấy anh có nuôi khá nhiều con vật nên muốn làm thịt hết để ăn nhưng anh cho biết anh định mở tiệm thú cương và nuôi dạy những con vật. Linda muốn mua con cún của Genzo để có thể nuôi dạy nó. Chờ lúc nó mập thì, còn chưa nói hết Genzo đã giật lại con cún. Anh đưa Linda cuốn sách và muốn cô chỉ anh thấy loài rồng nằm ở trang nào, nhưng cô đã kiếm cớ và chuồn về. Seager cũng trở về không lâu sau đó. Cô ngửi thấy mùi rồng nên chất vấn Genzo và được nghe qua về chuyện đã xảy ra. Cô cũng đã đưa Genzo đến hội vì có kiếm được nhiệm vụ. Hội trưởng cho biết gần đây thường xuất hiện một kẻ bí ẩn tấn công người đi đường trong đêm. Genzo đếch quan tâm và rời đi. Nhưng họ cho biết vụ này có liên quan đến ma thú nên anh đã ngồi lại và chờ nghe chi tiết. Thanh niên bị tấn công cho biết dấu vết và hình dáng của sinh vật đã tấn công anh ta đích thị là rồng. Genzo hoàn toàn hứng thú nên đã cùng Seager lên đường đi tìm. Thanh niên Hanser đã có thanh kiếm mới nên muốn cùng Genzo đi diệt rồng nhưng anh ta lại bị genzo sút vỡ mồm shiger lại tranh thủ lục luôn cây kiếm hội trưởng cũng tin tưởng anh sẽ lo được và lại lỡ nói ra tên để rồi ăn một vật thanh niên nạn nhân cũng lỡ mồm nói chưa hết tên thì haz đã bay vào mặt genzo và shiger đã đến hiện trường và điều tra được có mùi rồng rất nồng nặc shiger còn cho biết mùi rất giống mùi đã ngửi thấy ở nhà genzo nghe vậy thì tối đó đã mặc lại bộ đồ đô vật cũ và lên đường đặt bẫy linda hài hước là cô dính một cách không thể nào dễ hơn Do Genzo đang đeo mặt nạ nên Linda không hề nhận ra. Anh thừa nhận bản thân đã đặt bẫy cô khiến cô tưởng anh tính làm gì bậy bạ. Nhưng Genzo là cuồng động vật chứ éo phải lờ ô lờ y con. Đột nhiên mấy người đã sẵn đuổi anh lúc mới đến lại tìm ra anh và đuổi theo. Họ nghĩ anh đang bắt một đứa trẻ để làm gì đó bậy bạ. Genzo đã chạy đi nhưng kỳ lạ là Linda cũng chạy theo anh. Cả hai đã cắt đuôi được hội kia và Linda cho biết bản thân mới kéo một cái mà cái lồng đã vỡ ra. Với cả cô không nghĩ anh là kẻ xấu nên mới dám đi theo. Đột nhiên một cô gái khác xuất hiện và gọi Linda là tiểu thư, cô ta là Camilla. Cô đang ra vẻ ngầu ngầu và nói sẽ đánh bại Genzo nhưng anh và Linda lại ném đá vào cô ta. Linda phủ nhận rằng bản thân chưa bao giờ gặp cô ta. Camilla đã tức giận lao đến Genzo vì cho rằng anh đã lừa gạt tiểu thư nhà mình. Nhưng anh không hề bị thương gì mà còn quay lại đấu sức với Camilla. Là một ma cà rồng nên Camilla đủ sức để khiến Genzo phải chật vật. Nhưng nếu đánh lâu dài thì Camilla không hề đọ lại Genzo và kết quả là anh đã đẩy cho cô ta suýt thì gãy cả lưng. Cả hai sau đó lại phải chạy trốn vì đám người kia đã sắp tìm đến. Genzo đã đưa cho Linda một chiếc mặt nạ để đánh lừa người khác. Đúng lúc thì Jigger tìm thấy cả hai. Cô nhận ra Genzo nên đã đẩy anh tránh khỏi tầm nhìn của người khác vì cô cho rằng chiếc mặt nạ sẽ chẳng lừa được ai. Cả ba đã lén về được đến nhà. Genzo giờ mới lộ mặt linda định nói ra thân phận thì shiger cứ cản lại nhưng rồi cô cũng phải nói ra hết linda cho biết bản thân thuộc một trong bốn gia tộc thờ phụng ma vương vừa dứt câu thì camilla tìm đến cô ta không hề nhận ra genzo khi anh đã bỏ mặt nạ shiger tranh thủ lùi vào nhà camilla đang bô bô cái miệng về việc sẽ diệt khẩu genzo để tránh làm lộ bí mật về gia tộc mình chưa nói hết câu thì genzo đã tạt vào mặt cô ta một lọ nước thánh khiến cô ta nằm dãy đành đạch Seager còn muốn chơi ác hơn nên muốn Genzo nhét tỏi vào mồm cô ta. Linda đã đứng ra xin tha cho cô hầu của mình. Genzo muốn nghe lý do cô bỏ nhà đi thì cô nói bản thân chán ghét cuộc sống trong cung và trên hết là cô ghét thức ăn ở nhà. Định mệnh đã đưa cô đến đây nên cô muốn sống và làm việc ở đây. Nhưng người mà cô ám chỉ là định mệnh lại là con cún chứ không phải Genzo. Seager cho biết giờ họ vẫn chưa có tiền để trả cho Linda nhưng cô chỉ cần có chỗ ăn chỗ ở là được. Và thế là được nhận. Camilla cũng đành để cho Linda ở lại đây và sẽ về thông báo với ông chủ. Sigur cũng thắc mắc về vụ tấn công thì Camilla thú nhận bản thân đã làm. Đang nghĩ là chưa bị gì thì cô ngay lập tức bị Genzo úp cho một cú bất tỉnh xùi bọt mép. Mấy ông còn nhớ cô công chúa này chứ? Cô là Athena và đến giờ cô vẫn đang giáo giết tìm lại Genzo. Một phần là để trả thù anh khi đã khiến cô bé mặt vì giờ thì luôn bị người trong cung gọi là công chúa mông. Trong lúc đó, Sigur vẫn đang đau đầu với khoản chi tiêu. Linda thì ăn không ngừng. Camila thì suốt ngày ngủ, hàng cô tự làm để bán thì không được mấy xu. Đã vậy, Genzo còn hay mua thức ăn đắt tiền cho thú cưng ăn. Cô đã đến hội để hỏi ý kiến từ cô bạn thân và được cho ý kiến là cô nên chứng tỏ rằng bản thân chính là nóc nhà và là quản lý của cả cái nhà này. Ngay lúc về nhà thì cô thấy cảnh Genzo lại mang thêm một con mèo về nuôi, anh còn định tán tỉnh luôn cả cô hàng xóm. Cô sau đó đã vào nhà thì Camila lại còn muốn xin tiền để thuê họa sĩ vẽ tranh Linda, nhưng cô bác bỏ. Genzo đòi mua đồ nuôi mèo thì cũng bị cô vứt bỏ. Đúng lúc này thì người từ ngân hàng đến để lấy tiền cọc cho khoản vay mở cửa hàng mà Genzo đã hẹn, vì chưa có nên anh ta định từ chối khoản vay nên Genzo đã dục tất cả làm việc ngay lập tức. Camila định từ chối thì bị dần cho một trận nên cũng làm. Họ đã bắt đầu chia việc, Genzo kiếm mấy việc liên quan đến sức lực, Linda lại vô tình tham gia được một cuộc thi ăn, thế là chỉ cần ăn cũng có tiền. Sigher thì nghiêm túc làm việc còn Camila không hiểu sao lại bị cả đám đuổi theo. Sau một ngày làm việc thì tình hình tệ hơn, Genzo thì không lo làm mà lo chơi với động vật. Linda càng ăn thì càng khiến quán lỗ nên họ đã ép cô trả tiền cho cuộc thi ăn. Cuối ngày tổng kết lại thì Seager tức giận khi càng làm càng lỗ tiền. Phần lớn là do Linda, Genzo thì bị đuổi giữa chừng, Camilla thì bị nhầm là gái bán hoa nên mới bị đuổi như vậy. Genzo còn mang về một con chim, nó trả treo ngược lại Seager khiến cô tức điên đòi vặt lông nó để làm thịt. Cô sau đó đã đến hội để kể cho hội trưởng nghe về hoàn cảnh hiện tại. Ông đã giao cô một nhiệm vụ đủ tiền để cô chi tiêu, nhiệm vụ là diệt điều sư. Genzo đã được gọi đến để nhận nhiệm vụ, anh nhìn qua thì đã thích thú và sẵn sàng để bắt về nuôi. Haz lại đến để giành nhiệm vụ với Genzo nhưng lại khiến anh vật ngược cho bật tỉnh. Seager lại tranh thủ chôm luôn cây kiếm. Camilla không muốn đi theo Genzo nhưng Linda đi theo buộc cô ta cũng phải theo nốt. Cả nhóm đã đến gần khu vực của điều sư, Genzo đã mở sách ra để xem kỹ hơn và biết điều sư sẽ sinh sản một lần hai con. Nhưng con mẹ sẽ chỉ nuôi con có ích còn con vô dụng sẽ bị bỏ rơi. Cả nhóm đã đến nơi thì thấy hai con điều sư đang để con chúng đánh nhau. Ngay lúc thấy con thuộc cuộc thì Genzo đã chạy nhanh vào và bắt lấy con nhỏ đó rồi chạy đi. Hai con to ngay lập tức lồng lộn lên đuổi theo. Sig muốn anh trả lại nhưng anh nhất quyết từ chối. Camilla đã ở lại cầm chân nhưng cô ngay lập tức bị nó đập cho rồi mang đi theo chúng đã trận đầu Genzo nên anh và linda muốn ở lại đấu còn Ziger được giao cho việc mang con điều sư về nhà Genzo hứa rằng món ăn tối nay sẽ có thịt nên cô mới sáng mắt mà chạy đi anh lao vào chặn đòn của con điều sư và ngay lúc sơ hở anh đã chạy lên ôm lấy cổ nó con điều sư bị hoảng loạn nên đã đập anh vào tảng đá trước tình thế đấy thì linda đã không chịu nổi mà cắn thử con điều sư một cái cô sau đó đã mang được hai cái xác tàn tạ về nhà trước tiên là trôn camilla xuống đất để cô nhanh bình phục còn Genzo cứ để vậy thì chút anh cũng tỉnh. Vì chưa hạ được điều sư nên họ chẳng có tiền thù lao. Còn con điều sư con kia lại lớn rất nhanh nên tiền thức ăn chắc chắn là sẽ rất tốn kém. Nhưng Sig cũng đã tạm thời xoay sở được vụ tiền nong bằng cách bán hai thanh kiếm mà cô thó được từ Ha. Trong lúc trái đất đang xôn xao về sự biến mất của Genzo, nhất là đối thủ truyền kiếp của anh, người đã dành toàn bộ thành xuân của mình chỉ để đánh bại anh. Vậy mà anh đột ngột biến mất khiến thanh niên này uất ức. Anh ta đã không tham gia một trận đấu nào nếu đối thủ không phải là Genzo. Trong lúc đó, Genzo đang ngồi ngắm con. Cuốn mới của mình thì siếc đến gọi anh đi làm nhiệm vụ. Anh không muốn bỏ rơi đám động vật ở nhà nhưng cô vẫn lôi anh đi và để chú cuốn trông nhà. Nhưng khi cả hai vừa ra khỏi nhà thì hai anh em nhà Misa đã đến để bắt con cuốn đi nhằm trả thù Genzo. Chúng dự định dùng thịt để dụ con cún rồi bắt đi. Còn Genzo và ba cô gái đang ở trong rừng, Genzo cảm thấy có chuyện chẳng lành nên muốn về. Nhưng Seager cho rằng anh đang nói dối vì nhiệm vụ lần này là thực vật nên Genzo không có hứng. Trong lúc đó, Ega vừa về thì thấy hai anh em nằm bẹp giữa nhà, nghe kể lại mới biết là lúc cả hai đang rủ con cú thì thanh niên sói đã bị sự dễ thương của con cú lay động và trì hoãn nhiệm, để rồi cả hai bị con kiếm trong nhà dần cho một trận. Quay lại với Genzo, cả nhóm nghe thấy tiếng của loại thực vật kia nên đã chạy đi tìm, Genzo tìm thấy và thất vọng vì lũ này xấu tệ, anh cho biết bản thân chỉ là vì đam mê chứ không ham tiền. Camilla trả treo lại nên cả hai lại gây gổ với nhau. Seager đã can thiệp và thắc mắc là sao không nghe thấy tiếng mấy cái củ kia kêu thì mới biết Linda đã đánh chén hết. Anh sau đó về nhà thì nghe Kiến cho biết chuyện. Kiến cũng vẽ ra mặt của hai anh em nên Genzo đã tức giận chạy thẳng đến nhà tìm. Anh ném tên sói ra đường và quay hắn vòng vòng và ném vào xe rơm gần đó. Anh nhớ lại cảm giác đấu vật và thấy cũng đã được một thời gian kể từ khi bản thân đến đây. Trong lúc đó, Thanh niên truyền kiếp với Genzo đã đi khám bác sĩ tâm lý để chữa căn bệnh ám ảnh của bản THA. Bác sĩ khuyên anh ta nên tìm sở thích mới nhưng sự ám ảnh ấy vẫn cứ bám đuổi anh ta. Cùng lúc đó, một trong bốn gia tộc còn lại đã triệu hồi đến một chiến binh để đối chọi lại với người hùng đã được triệu hồi đến trước đó và người được gọi đến chính là tên đối thủ truyền kiếp kia. Cô ta giới thiệu bản thân là Joanna và muốn anh ta trở thành người đánh bại anh hùng. Anh ta cũng tự đưa tên của mình cho cô ta. Nhưng thay vì đưa tên thật thì anh ta dùng nghệ danh của mình là Mao joanna đã đưa hình của genzo cho mau xem anh ta nhận ra lâu nay genzo đã lẩn trốn ở đây sẵn có cơ hội thì anh ta thề sẽ đánh bại genzo một lần và mãi mãi joanna và hầu cận của mình cho rằng đây hẳn là định mệnh khi có thể triệu hồi một người có sẵn lý do chính đáng để hạ người hùng joanna cũng giống mau khi khao khát muốn hạ được kẻ thù của mình là linda từ nhỏ joanna đã rất giỏi trong đấu kiếm nhưng khi đấu giao hữu thì cô lại thua trước sức mạnh của linda cô muốn tái đấu nhưng linda chỉ chịu đấu sau khi ăn xong cô đã cho Linda ăn và tiếp tục đấu, nhưng bao nhiêu lần đi nữa vẫn thua. Vì thế nên Joanna đã theo dõi để tìm ra bí mật về sức mạnh của Linda và nhận thấy Linda ngoài ăn ra thì chẳng biết gì. Vào một bữa tiệc vài năm sau, cả hai đã gặp lại và Linda gần như chẳng nhớ gì về Joanna. Joanna lên tiếng nhục mạ Camilla vì cô là một ma cà rồng hạ cấp và thua cả người hầu của cô ta là một ma cà rồng cao cấp. Cô ta sẵn sàng dùng quan hệ của mình để cho Linda một người hầu mới tốt hơn ngoài mặt là vậy nhưng cô ta chỉ muốn đưa người của mình cài vào để điều tra về điểm yếu của linda nhưng linda từ chối thẳng vì đúng là camilla có hơi vô dụng thật nhưng cô vẫn sẽ không đổi joanna đã thách đấu linda nếu người hầu của cô ta thắng thì linda phải đuổi camilla còn nếu camilla thắng thì cô ta sẽ thừa nhận camilla tốt hơn người hầu của mình linda đã nhận ngay vì một phần cũng đang vội để đi ăn một phần cũng là để bảo vệ cấp dưới đêm đến cả hai bên đã đến một khu vực núi đá để gặp nhau joanna nhắc lại điều kiện một lần nữa trước khi bắt đầu linda đã chấp nhận và để hai bên đánh nhau người hầu của joanna là rose không hề nao núng và tự tin bản thân chắc chắn sẽ thắng sự tự tin đấy là có căn cứ vì rose ao trình hoàn toàn camilla cô đánh cho đến khi camilla gục ngã dù vậy camilla vẫn không bỏ cuộc và còn khóc lóc quyết không thể thua nhưng càng cố chấp thì càng đau đớn nên linda đã dừng cuộc đấu và thừa nhận camilla đã thua nhưng cô vẫn muốn giữ camilla lại vì trái quy ước nên Joanna muốn một thứ gì đó để đền bù nên Linda đã cúi đầu cầu xin cho Camilla. Joanna đắc ý và cho rằng bản thân đã chiến thắng được Linda nên lên xe đi về. Nhưng giữa đường thì Linda đã chặn xe lại. Cô cho biết gia tộc của mình là một gia tộc rất thiện chiến. Và họ chắc chắn sẽ rơi máu nếu biết người trong nhà bị hạ nhục. Do vậy cô đã đến để đòi lại công bằng cho Camilla. Cô đã hóa thành dạng rồng hoàn chỉnh và thách đấu Joanna. Chuyện sau đó thì hẳn là rất tồi tệ nên Joanna mới ôm mối thù đến bây giờ. Joanna biết được chuyện Linda đã rời khỏi nhà ngay khi anh hùng được triệu hồi nên cho rằng Linda xảo quyệt hơn vẻ ngoài ham ăn đó. Cô ta vẫn nghĩ Linda chưa tìm được người hùng nên dự định sẽ trừ khử người hùng trước khi Linda tìm ra, mà lúc này cũng đã được đưa đến kho vũ khí, nhưng anh ta cũng như Genzo. Xem việc dùng vũ khí là phạm luật, sáng hôm sau, Genzo đã đến đống đất để lỗi Camilla dậy để đi làm nhiệm vụ, nhưng cô cứ chỉ trệ nên Genzo xúc thêm đất để trôn hết luôn. Linda nhìn mà nhớ lại lúc bản thân vừa trả thù cho Camila xong và trở về. Dù Camila ngốc nghếch nhưng lại là người thân thiết nhất với Linda. Một vài ngày sau, đang chăm sóc thú như thường ngày thì đột nhiên hôm nay có một nữ thợ săn đã đến tận nhà để tìm Genzo. Cô mạnh miệng nói ra cái tên cấm kỵ và để bị Genzo khóa ngưới lại. Sau khi được thả ra, Camila khuyên Celeste là mỗi khi bị khóa thì lo ăn phận đi vì càng cô thoát ra sẽ càng đau. Genzo muốn biết cô đến đây làm gì thì cô đã trả lời rằng Cô mới đến thị trấn này và được nghe hội trưởng cho biết Genzo là người mạnh nhất ở đây nên cô muốn đến đây nhận anh làm sư phụ. Cô có lý do để mạnh hơn nhưng Genzo từ chối. Celeste vẫn cầu xin và sẵn sàng trả mọi cái giá để được làm đệ tử. Nhưng Genzo vẫn từ chối vì cô không phải thú nhân. Đột nhiên Genzo chạm vào người Celeste thì thấy gì đó lạ nên đã gọi cô quay lại. Gặng hỏi thì Genzo biết được Celeste cũng là một thú nhân và cô thuộc tộc bò sát. Nhưng phần về của cô chỉ ở phần bụng chứ không phải toàn bộ cơ thể như tổ tiên. Genzo đã đồng ý nhận cô làm đệ tử, nhưng Linda và Singer khuyên cô nên nghĩ lại. Celeste vẫn một mực theo vì cô muốn có sức mạnh để đưa đồng tộc lên đứng ngang hàng với con người. Genzo hẹn cô ngày hôm sau sẽ cùng lên núi tập luyện. Vì Celeste chỉ có vầy ở phần bụng và lưng nên Genzo muốn cô tập mấy bài chỉ liên quan đến hai phần đó. Seager thì muốn cô tập cả tay chân bằng việc chạy như mình. Linda thì muốn cô ăn đủ thứ để to lớn hơn. Camilla thì muốn cô dùng vẻ đẹp để hấp dẫn người khác. Một ngày luyện tập trôi qua và Celeste đã có thể dùng được cú vật trời dáng như của genzo Sau một thời gian, Celeste đã biến thành một đô vật như genzo nhưng cô đã cho rằng đây là trò đùa vì cô không muốn hướng đến hình tượng một đô vật kỳ dị như này. Seager hỏi Celeste lý do cô muốn mạnh là gì thì cô đã kể ra. Chưa rõ ra sao thì Genjo đã tức giận và lao sồng sộc đến hội đòi hội trưởng lết xác ra đây hoặc anh sẽ xử hết người tại đây. Họ cố bảo anh bình tĩnh nhưng anh không thể bình tĩnh nổi nên đã đấm từng tên một. Chủ hội buộc phải ra mặt có điều khi ông vừa ló ra thì cả hội đã đo sàn. Sau khi ngồi lại nói chuyện, Genzo cho biết đệ tử mình là Celeste đây đã bị những thợ săn ở đây quấy phá và chọc ghẹo. Vì vậy nên cô đã tập luyện để có thể đánh trả nhưng sau khi tập luyện thì cô lại xem chuyện đã xảy ra không quá nghiêm trọng. Và giờ cô chỉ muốn tập trung vào luyện tập để có thể giỏi giang và tuyệt vời như Genzo. Cả hội thợ săn đã cúi đầu xin lỗi Celeste vì gần đây họ thường săn hụt nên mới dùng cô để chút giận. Nhưng Genzo không chấp nhận lời xin lỗi mà lôi cả hội ra sân. Anh muốn Celeste đấu một trận với họ. Celeste vẫn cố bỏ qua nhưng Genzo một mực muốn cô phải đánh hoặc là anh xử tử từng đứa một. Celeste nghĩ Genzo quan tâm nhiều đến mình nên đã chấp nhận nghe theo anh. Một thợ săn đã đứng ra tiếp chiêu và nhờ tập luyện nên Celeste đã đánh được ngang trình với một thợ săn lành nghề. Ngay lúc đang chiếm thế thượng phong thì Camila lại suối cô dùng trò quyến rũ khiến Celeste bị đánh bay mất vũ khí. Cô đã nhanh chóng nhặt lại và để bên kia xít thì lật kèo nhưng vào ngay lúc thanh niên kia vung kiếm lên thì genzo đã nhắc Celeste nhớ về bài học cô đã nhanh chóng vòng ra và vật ngược lại y như bài đã học kể cả là kết thúc yên ổn nhưng genzo vẫn không chịu bỏ qua cả hội đã kể lại lý do họ khó chịu gần đây là vì trong lúc họ đi săn thì xuất hiện đâu ra một tên ăn mặc như người rừng đeo một chiếc mặt nạ và mặc áo choàng đến đánh họ và cướp con mùi đi mấy cô gái đoán ra được đó là ai hơi nhột nên genzo đã bỏ qua lúc trở về Ba cô gái muốn biết có phải anh đã làm hay không thì Genzo cứ lảng tránh. Đột nhiên người ở ngân hàng đã đến gặp anh. Lúc về nhà, anh ta cho biết là anh ta sắp tổ chức một giải đấu để phục vụ giải trí và tiện thể kinh doanh. Ba cô gái đều thấy đây là cơ hội tốt nhưng Genzo từ chối. Anh ta đã giao kèo là sẽ trả tiền nếu Genzo tham gia. Cảm giác làm đô vật kiếm tiền năm xưa đã trở lại khiến Genzo có chút phấn khích nên anh đã tham gia. Vài ngày sau, khu vực thi đấu đã được dựng lên nhưng Genzo vẫn thấy thiếu anh cho rằng hơi thiếu động vật nên anh quản lý đã chấp nhận cho thêm thú nhân tham gia genzo đã vô tình gặp lại cô hàng xóm nên đã đến nhà và đấu với chống cô một trận rồi rủ luôn ông chống đi thi đấu ông chồng cũng từng là một người hiếu chiến nên giờ muốn tìm kiếm lại cảm giác khi xưa anh sau đó đã đến tìm anh em nhà misa tên sói thì do quá sợ hãi với genzo nên chỉ vừa thấy anh thì đã co rúm lại và nớp trong chăn genzo muốn đến tuyển người tham gia nên misa đã đi thay thằng anh đang đi quanh thì Genzo gặp lại hội Trần Tinh đang trồng cây giúp ích nên mời họ tham gia nốt. Anh về nhà và kéo cả Camila đi luôn vì thả cô ở nhà chả được cái tích sự gì và thế là đã đủ người để tham gia thi đấu. Vừa đến sân đấu, Haz đã chạy đến tham gia nhưng lại cầm theo vũ khí và bị Genzo đánh ngất. Một lần nữa, Seager lại tiện tay thó luôn cây thương. Anh sau đó đã giải thích luật lệ. Nhưng gần đó đã có xuất hiện một kẻ rất đáng ngờ. Còn công chúa Athena vẫn đang tìm tung tích của anh hùng thì lại vô tình được quân lính đưa đến cho tôi rơi về giải đấu. Các võ sĩ sau đó đã đánh tập với nhau vài hiệp. Ai nấy cũng thích thú nhưng Genzo lại thấy chưa thỏa mãn. Anh đã giải thích kỹ luật cho mọi người để họ thi đấu tử tế hơn. Genzo thấy Seager cũng mở quầy hàng nên đến xem thử và cô chỉ bán mấy đồ lưu niệm và áo. Genzo thì có vẻ mệt mỏi khi vừa phải dạy vừa phải giải thích luật kỹ càng và còn phải viết kịch bản cho bình luận viên. Giải đấu sau đó đã được bắt đầu. Ta sẽ bỏ qua bớt mấy trận mở màn và đến với trận của anh hàng xóm và Celeste vì học qua kỹ thuật nên Celeste nhanh chóng vật ngã anh hàng xóm và chiến thường nhiều luật. Có điều Genzo vẫn chưa thấy thỏa mãn vì theo anh việc này chỉ thú vị nếu có các cặp kỳ phùng địch thủ. Trận tiếp theo là của Genzo, anh phải bắt cặp với Camila để đấu với Has và Misa. Do Camila không có ai nên chỉ còn mỗi Genzo để bắt cặp. cả hai cứ đấu đá nhau nên giữa cuộc đấu thì Camila lại cố tình đá vào mặt Genzo thay vì đối thủ. Cả hai gây gổ trên sân nên bên kia đã nhân cơ hội phản công, Genzo và Camila đã quay lại mỗi người xử lý một và đánh gục cả Haz và Misa. Đột nhiên thanh niên sói lại mò đến đây nên bị ép phải cho lên sân. Bình luận viên cho rằng sói chính là kình địch của Genzo khi đã vượt qua chấn thương tâm lý để đến đây. Sao có nói gì vẫn không ai nghe để rồi bị cho lên thay Haz, nhưng thay ở đây là chịu đòn thay. Cuối ngày giải đấu đã tổ chức thành công và cả hội quyết định mở tiệc như đã hứa. Anh quản lý đã trả công hậu hĩnh cho Genzo nhưng Sig thì lại nhận về một đống hóa đơn. Cô về nhà và bắt đầu mắng mỏ khi cả ba đã tiêu sạch số tiền. Genzo thì phá hoại hết quầy hàng của người ta. Linda thì ăn lên mồm, còn Camilla thì nốc cả đống rượu. Vài ngày sau, Camilla lại dở thói lười nên bị Genzo vật trong một trận và bắt phải dẫn cún đi dạo. Vừa đi về thì cô đã khóc như suối khi bị đám nhóc trêu chọc vì chúng đã thấy cảnh Camilla bị vật ngay trước cửa. Đúng lúc này thì cô công chúa ngày nào đã quay lại gặp Genzo. Anh không hề nhận ra, đã vậy còn bị Linda và Camilla đè xuống đất vì nghĩ rằng anh đã giở trò đồi bại với người ta. Genzo cố giải thích nhưng Sig khuyên anh cứ đầu thú và cô sẽ đến thăm anh hàng ngày. Nhưng giờ khi Genzo nhìn lại thì mới nhớ ra cô là công chúa đã triệu hồi anh đến đây nên lại vòng ra sau lưng và úp cô thêm một phát nữa trước mặt bàn dân thiên hạ. Trong lúc đó, Joanna đang đưa Mao đi đâu đó thì bị ba tên thú nhân cản đường, sẵn tiện nên Mao thể hiện võ nghệ một chút. Nhưng sau khi hạ xong ba con khỉ thì anh ta lại bị ám ảnh do gặp một sinh vật trông rất giống chú cún của Genzo. Quay lại với Genzo, Ziger khuyên anh nên xin lỗi Athena nhưng anh cho rằng cô xứng đáng bị như vậy. Athena đã giới thiệu bản thân và nói rằng Genzo chính là người hùng. Nhưng Camilla cho rằng anh ta là một gã kỳ dị biến thái chứa méo phải người hùng. Cả hai quay ra cãi cọ và Athena muốn Genzo phải theo mình đi diệt ma vương. Camilla đứng ra bảo vệ cho ma vương vì cô cho rằng anh hùng chỉ là tên cuồng sát thích đi giết thú nhân. Nhưng Athena thì cho rằng ma vương là thủ lĩnh của các ma thú kinh tởm. Nghe vậy thì Genzo càng không tham gia vì anh chỉ muốn con người và thù nhân sống chung với nhau. Athena cho rằng anh đã sa ngã nên định giết hại anh và triệu hồi lại một người mới. Nhưng vừa mở cửa cho lính vào thì Genzo đã lao ra và cho toàn bộ đám lính đo sản. Anh sau đó đã cầm lấy tay Athena và ôm lăn cô như một cái gối. Trong lúc đó, Joanna đã triệu tập quân lính toàn thù nhân để chuẩn bị lên đường tấn công. Mau hào hứng khi có thể lãnh đạo một đội quân như này. Trong lúc đó, liên tiếp mấy ngày liên Athena đều đến nhờ và Genzo để anh giúp cô nhưng lần nào cô cũng bị lật một phát rồi bỏ về. Đến ngày hôm sau, Linda phát hiện Genzo đang trầm tư và cho rằng anh đang yêu. Seager đã hỏi chuyện nhưng thử biết là anh sẽ lại phát ngôn một câu ngu ngốc gì đó. Và đúng như vậy khi anh muốn biết ma vương là như thế nào, Seager chỉ anh đến hội mà hỏi nên anh đã rồng sọc chạy đến hội để hỏi về ma vương. Cả hội nghĩ anh muốn tiêu diệt ma vương nên muốn ủng hộ haz cũng muốn giúp sức với thanh kiếm mới có anh ta ngay lập tức bị genzo đánh gục thanh kiếm một lần nữa về tay Sig. genzo tuyên bố một mình anh sẽ lo liệu ma vương và cấm mọi người can thiệp họ nghĩ anh đủ mạnh để xem ma vương là con ngồi nên liên tục gọi genzo là người hùng vậy mà khi trở về thì anh vẫn chẳng có thông tin gì về ma vương linda và camilla lo ngại việc này nên quyết định giấu thân phận của ma vương với genzo camilla đã tự tin rằng bản thân có cách cô đã cho Genzo những đặc điểm của nhiều sinh vật để Genzo ghép lại, nhưng anh lại thấy thành quả bản thân vẽ ra thật đẹp. Đúng lúc thì Athena đến, cô nhìn bức tranh nguyện ngoặc của Genzo thì liền vứt đi khiến anh tức giận và úp ngược cô xuống sàn. Athena đã ngồi dậy và cho biết phe ma vương đã triệu hồi đến đây một ma vương từ thế giới khác. Genzo nghe vậy thì liên thèm thuồng vì anh sắp có hai sinh vật để chinh phục. Trong lúc đó, Mao đã dẫn quân đến tấn công trại của các trần tinh mao đã giống như genzo khi chạy thẳng vào thách đấu và hỏi genzo đang ở đâu thủ lĩnh không thích cách hành xử của hắn nên quyết định đấu một trận cuối ngày genzo cùng ba cô gái đang đi tìm thì hai trần tinh đã chạy đến báo tin genzo đã nhanh chóng chạy đến và thấy thủ lĩnh đang bị thương họ đã phác thảo lại chân dung của người đã tấn công và genzo bất ngờ khi đây là kẻ thù không đội trời chung của mình sáng hôm sau athena đã đến thông báo về tên mạc vương mới này nhưng genzo vẫn chẳng quan tâm vì đúng là anh có quen nhưng mao chẳng phải mối lo của anh dù athena cố cho anh biết là mao hẳn là sẽ tấn công vào thị trấn này genzo vẫn mặc kệ và định dẫn cuốn đi dạo nhưng anh ra cửa thì tá hỏa khi con cuốn của mình đã bị ai đó trộm mất trong lúc đó ma và joanna phát hiện được hai tên khi đã lấy về được một tấm thông báo về giải đấu lần trước mao hứng thú vì trên đó chính xác đòn mà genzo có thể gây ra còn joanna mừng vì trong hình là camilla và hẳn là linda cũng đã bị người hùng trừ khử genzo lúc này đang giáo giết đi tìm chú cuốn Ba cô gái cũng chia nhau đi tìm. Sigurd đã đi lần theo mùi quanh nhà thì mùi không hề dẫn đi đâu. Đúng lúc thì anh quản lý ngân hàng đi qua và nhớ là có gặp con cún ở nhà của một quý tộc trong vùng. Họ đã đến thì đúng là con cún ở đây. Nhưng ông này đã mua lại nên sẽ không có chuyện trả dễ dàng như vậy. Athena muốn biết ông đã trả bao nhiêu thì số tiền thực sự quá lớn. Nhưng Athena đã vội vã chạy về cung để lấy tiền và ép Genzo phải mắc nợ mình rồi đùn cho anh việc tiêu diệt ma vương. Trong lúc đó... Genzo cố gọi con cún trở về nhưng nó yêu quý bát đồ ăn còn hơn Genzo anh đã chấp nhận để nhà này nuôi con cún nếu nó yêu quý ở đây hơn cô con gái nhà này đã thương cảm cho Genzo vì thấy anh khóc dữ quá cô bé đã dùng nước mắt để ép cha trả lại nhưng người cha không muốn dễ dàng vậy nên đã ép họ trả nửa giá cô con gái càng dùng nước mắt ép nên ông đành giảm thêm kể cả vậy thì họ cũng không đủ tiền trả Genzo đã chấp nhận sự thật và quyết định để con cú lại nhà cô bé kia vì sau cùng thứ anh muốn chính là giúp người ta thân thiết hơn với động vật, Shiger thấy anh cứ buồn như vậy nên đã lấy hết tiền tiết kiệm bấy lâu ra để cho Genzo trục cuốn về, anh đã đi chuộc và cho phép cô bé có thể đến chơi mà lúc. Họ đã hỏi ông quý tộc rằng ai là người đã bán con cún cho ông thì ông cho biết có hai thú nhân và một người đeo bịt mặt. Genzo nhận ra là ai nên đã lập tức chạy đến. Ba người kia đang ăn mừng vì phi vụ thành công thì thần chết tìm đến và tần cho một trận. Athena lúc này mới mang tiền đến thì đã quá muộn. Cả nhóm vừa về thì thấy có hai thú nhân trước nhà, vào trong mới biết hội kia đã chờ sẵn trong này. Hai bên chào hỏi nhau và Joanna cho rằng Linda là kẻ phản bội khi hợp tác với người hùng, nhưng đây là lý do khó nói. Hai bên cứ cãi nhau nên mau muốn cả bọn im hết, anh ta thách đấu Genzo. Đúng lúc thì anh quản lý đến, anh ta thấy đây là cơ hội tốt để tổ chức giải đấu một lần nữa. Singer nghe vậy thì nhanh chóng tham gia vì có cơ hội kiếm tiền, Linda thì cũng vào vì sắp được ăn. Ai cũng tham gia nên Genzo cũng không có lý do gì để từ chối. Đêm đó, Camilla đã cầu xin Genzo hãy dạy mình trở thành một đô vật chuyên nghiệp vì cô muốn giải quyết ân oán với Rose. Đến sáng hôm sau, Camilla đến hỏi Genzo rằng lúc nào mới tập thì anh tức giận vì tối qua đã nói là sáng sớm sẽ tập. Vậy mà sáng ra anh gọi thì thấy cô còn ngủ trương thay ra đó, cả hai sau đó cũng chịu bắt đầu tập. Trong lúc đó thì hai cô gái và anh quản lý vẫn đang bàn về việc xây dựng vận động như thế nào họ mải làm mà không thấy tiếng hét của camilla ngoài kia camilla xin nghỉ nhưng genzo không cho vì cô còn quá yếu anh muốn biết đối thủ của Camila mạnh đến đâu thì mới đặt ra bài tập nhưng cô định nói thì linda cản lại trong lúc đó mao cùng hai đứa kia đang hí hưởng trông chờ trận đấu vì chúng chắc chắn bản thân sẽ thắng buổi tập của camilla đến đây là ổn anh đã để cô tự tập tiếp vì bản thân được shiger gọi đi đâu đó Camila muốn uống một miếng rượu rồi tập tiếp thì genzo không cho phép anh muốn cô phải thật nghiêm túc nếu muốn thắng, vào bên trong. Genzo bị lấn cấn vì họ không đủ người để đấu, mà đòi hỏi 5 trận và hiện tại họ chỉ mới đủ cho 4 trận. Thế là Genzo đã đến tìm anh em nhà Misa và mời họ tham gia. Họ vẫn còn sợ nhưng Seager hứa sẽ chia thưởng hậu hĩnh nên họ đành tham gia. Họ cũng mời cả Has tham gia, anh suy nghĩ rằng có khi nên đưa thêm người vào để chuyển thành đấu đội luôn. Đúng lúc thì Athena chạy đến nên cả hai đã nhờ cô vài việc luôn các cô gái sau đó đã đi phát quảng cáo để mời gọi người đến xem họ cũng bàn tính kỹ rồi sau đó là xây nhà thi đấu quầy hàng cũng liên tiếp mọc lên những thí sinh cũng siêng năng luyện tập và ngày tổ chức đã đến ai nấy đều đã chuẩn bị đầy đủ các thí sinh cũng được genzo hỏi thăm trước khi cho ra sân quản lý động viên họ bằng việc hứa sẽ thưởng nhiều nhưng họ đều chỉ đấu vì nhiệt huyết hoặc ít nhất là genzo dạy như thế nhưng không genzo giờ cũng đấu vì tiền để mở tiệm khán đài giờ đã đông nghịt người nên trận mở màn cũng được cho bắt đầu Mở đầu là Celeste, Haz và Athena nhưng mặc trang phục đô vật. Athena không bàn chiến thuật mà lên trước nên bị hất cho bay khỏi sàn. Haz đã tự mình lo liệu trên đài và ngay lập tức đổi người cho Celeste và kết thúc. Trận một Genzo thắng, đến trận thứ hai là anh hàng xóm và Trần Tinh. Họ cũng nhanh chóng thắng trận, trận ba là của anh em nhà Misa. Họ nhanh chóng bị hai đối thủ to con bên kia áp đảo và một lần nữa bị ăn hành và giờ là trận thứ tư. Cuộc tái đấu của hai nữ ma cả rồng, Lần này Kayla đã không còn thua thế vì cả hai đấu võ thuật chứ không phải là đấu bằng vũ khí. Vừa nói xong thì Camila đã bị dồn lại về một hướng, nhưng cô nhớ đến lời dạy của Genzo, rằng có mạnh đến đâu thì cũng sẽ có lúc mất cảnh giác, nhưng cứ chờ đã. Camila đã bị đánh ngã nên Rose lao đến để dứt điểm thì bị cô quay ngược lại kẹp cổ và vật lại xuống sàn. Cô nghĩ bản thân đã thắng nên đứng lên ăn mừng mà không để ý đến Genzo ở ngoài. Anh muốn Camila đè lên đối thủ cho trọng tài đếm đã và thế là bài học được dạy đã phản tác dụng khi camilla mới là người mất cảnh giác cô bị rose ôm chặt và vật ngược lại về phía sau camilla đã thua chỉ vì chủ quan cho nên mọi người hãy nhớ lại đừng ngủ quên trên chiến thắng dù đã thua nhưng genzo vẫn khen ngợi vì cô đã đấu rất hay linda cũng không trách phạt vì cô đã làm hết sức có thể rồi và giờ làn trận cuối giữa genzo và mao tất cả đều trông chờ vào một trận đấu kịch tính giữa thủ lĩnh và là người mạnh nhất hai phe hai bên đã lên sân và được bình luận viên giới thiệu Chuông đã gõ nhưng cả hai vẫn chưa lao vào nhau vì hai bên đều hiểu rõ đối phương nên không được phép sơ xuất. Mao đang chờ thời cơ thì Genzo đã lao lên trước. Mao bị bất ngờ nhưng Genzo vì bất đắc dĩ mới phải đánh vì khán giả ngủ gục hết ra rồi. Hai bên đánh đấm lẫn nhau và vừa đánh vừa kể ra lại việc bản thân đã đến đây ra sao. Nhưng thật ra sau cùng cả hai vẫn chỉ đang đấu võ mùng và hội trưởng bảo cả hai thôi cười mà hãy đánh đi. Cả hai đã thật sự lao vào nhau và vừa đánh vừa kể ra lý do bản thân muốn thắng. Mao đắng thắng thế khi vật ngã được Genzo thì con cún đã làm mao giật mình, anh ta rất sợ chó và trong thời gian tập luyện trước đây đã từng vào sở thú để làm quen, nhưng anh ta lại quá sợ hãi mà vào chuồng sư tử rồi đấm hết đám sư tử trong đó, thú dữ không sợ lại đi sợ một con cún. Sigr nhanh chóng nhìn ra được điểm yếu đó, Joanna và Rose cũng nhận ra nên đã lén dụ con cún đi. Mao thấy mối nguy đã biết mất nên bung lụa, còn Genzo vừa thấy cún bị bắt liền đuổi theo đòi lại, mao cũng liền đuổi theo hội Misa thấy cả đám chạy về phía mình nên cũng nhập hội để chạy theo. Genzo nhanh chóng đòi lại con cún và giao nó cho con kiến trong nhà canh giữ. Hai đấu sĩ lại lao vào choảng nhau để rồi mỗi người bay về một phía của khán đài. Lính hai bên cũng không nhịn nổi nữa mà lao vào đấm nhau luôn. Các quầy hàng liên tục bị phá nát. Linda và Camilla thì tranh thủ bốc hết đồ ăn và bia. Seager thì hoảng hốt vì tiền bạc sắp đi hết xuống sông. Anh quản lý từ một người quan tâm đến tiền bạc giờ cũng có hứng thú với đánh đấm. Trong lúc cả bọn đang đánh lộn thì hai võ sĩ đã quay về sân đầu. Genzo bị đánh gục và ăn một cú đạn thần công. Nhưng anh đã nhanh chóng bật dậy và bốc ngược Mao rồi úp cho anh ta một cú đầy thương hiệu của mình. Anh đã giữ Mao cho đến khi trọng tài đếm hết. Genzo vừa thắng thì tất cả cũng ngừng đánh và hò hét rất náo nhiệt. Chiến thức chính thức thuộc về đội Genzo. Anh cho Mao biết nếu anh ta còn muốn đấu thì cứ đến vì anh sẽ tiếp mọi lúc. Anh quản lý sau đó cũng đã đưa tiền thưởng đến. Genzo nghĩ rằng bản thân giờ đã có thể thực hiện ước mơ. Joanna và Rose quê quá nên đã ra về. Linda đã nhắc cho cả hai biết cô sẽ tiếp tục ở lại để canh chừng người hùng tránh để anh động đến ma vương, còn giờ là phần chia tiền. Seager đã đến nhận, tiền thu về là vượt quá chỉ tiêu. Nhưng phần của Seager là một tờ giấy hóa đơn, vì Genzo cùng mọi người đã phá hoại quá nhiều. Cộng thêm số rượu và thức ăn mà hai đứa kia đã vơ vét thì Seager chỉ còn đúng cái từ giấy nợ. Cô đã sồng sộc chạy về hội và thấy tất cả đang ăn uống vui vẻ ở đây cô nhận thêm một tờ hóa đơn nhưng cũng đành vì ai nấy đều đang rất vui và cô không muốn phá hỏng không khí sáng hôm sau cô đã mang cây cúc của genzo đi bán và kiếm được một khoản kha khá mau thì lên đường đi tu luyện để còn trở lại đấu tiếp còn cả nhóm genzo thì tiếp tục với cuộc sống nuôi thú và làm việc kiếm tiền như thường ngày